Cô Ngoan trường mầm non Hướng Dương xin gửi lời chào đến tất cả quý phụ huynh và các con thân yêu. Chắc hẳn tất cả quý phụ huynh đều băn khoăn và lo lắng trong thời gian nghỉ dịch ở nhà, con mình sẽ chơi gì, học gì. Đối với những phụ huynh có con em mình từ 5 đến 6 tuổi, để ghi nhớ và khắc sâu những chữ số, chữ cái một cách bền vững, hôm nay cô Ngoan sẽ hướng dẫn phụ huynh sử dụng một số nguyên vật liệu có sẵn tại nhà, giúp phụ huynh làm một số đồ dùng đồ chơi, giúp trẻ vừa chơi vừa học tại nhà nhé. Để làm những trò chơi như thế này, chúng ta cần chuẩn bị các bìa gạch tông, cây kéo, viết lông, cây thước. Sau đó chúng ta sẽ dùng bút lông, chúng ta sẽ vẽ những ngôi nhà. Ở trên mái nhà là số, ở phía dưới ngôi nhà là những chấm tròn, 8 chấm tròn, 9 chấm tròn, 10 chấm tròn. Và tiếp theo chúng ta sẽ vẽ những quả trứng. Ở phía trên mảnh ghép trên đó là số 1, ở mảnh ghép còn lại là chấm tròn. Cứ thế 1, 2, 3. Sau đó chúng ta sẽ cắt rời những cái ngôi nhà và quả trứng này ra. Cô Ngoan đã cắt rời những quả trứng và những ngôi nhà ra. Bây giờ phụ huynh có thể yêu cầu trẻ chơi như sau. Con ơi, con có thể tìm cho mẹ mái nhà phù hợp với ngôi nhà có một chấm. Thế là trẻ sẽ đi tìm mái nhà có thẻ số 1 phù hợp với ngôi nhà có một chấm và trẻ ghép lại. Thế là trẻ đã hoàn thành ngôi nhà số 1. Tiếp theo, phụ huynh sẽ yêu cầu trẻ tìm mảnh ghép còn lại phù hợp với 5 chấm tròn. Trẻ sẽ tìm thẻ số 5 và ghép vào vỏ trứng để hoàn thành quả trứng. Sau đó trẻ sẽ đếm 1, 2, 3, 4, 5. Thế là trẻ đã hoàn thành quả trứng của mình. Từ những bìa cạc tông như thế này, phụ huynh có thể làm nhiều bài tập cho trẻ hơn. Phụ huynh sẽ vẽ những cái ô vuông như thế này, phía trên là thẻ số. Và phụ huynh sẽ yêu cầu trẻ, con hãy dùng những viên sỏi này xếp đều ra đúng với số lượng mà mẹ yêu cầu là số 5. Thì trẻ sẽ xếp và đếm 1, 2, 3, 4, 5. Và từ những cái bài tập như thế này thì phụ huynh có thể làm từ 1 đến 10 để cho trẻ làm nhiều, để cho trẻ nhớ hơn. Và bài tập thứ hai đó là phía trên là thẻ số, phía dưới là hai ô như thế này. Sau đó bạn phụ huynh có thể yêu cầu trẻ dùng những viên sỏi số lượng theo số lượng đó là 8, thì trẻ sẽ đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và phụ huynh có thể yêu cầu trẻ tách ra cho mẹ đó là 1 và 7. Thì trẻ sẽ để bên cái ô bên đây là 1 và những cái viên sỏi còn lại đó là 7. Và có thể là phụ huynh sẽ yêu cầu trẻ tách ra 2, 6 và những bài tập khác nữa. Và từ những cái con số 8 như thế này thì trẻ có thể tách theo sở thích của trẻ.